Báo Việt Nam Net xin kính chào quý vị. Chúng tôi ở đây để đưa tới quý vị và các bạn những tin tức mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Đồng minh thân cận nhất quay lưng lại với Ukraine. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói rằng Kiev không còn coi Warsaw là một trong những đối tác quan trọng của mình vì số lượng viện trợ không được nhận nhiều như trước. Mối quan hệ giữa hai nước bắt đầu xấu đi vào năm ngoái, nhưng cho đến nay, giới tinh hoa cầm quyền vẫn phủ nhận điều này. Tại sao không còn một đồng minh nào gần Ukraine? Nói về nguồn cung cấp vũ khí, Ông Duda nhấn mạnh rằng vào năm 2022, Ba Lan đã cung cấp mọi thứ có thể và rất nhanh chóng. Theo ông, Warsaw rất tự hào về điều này, nhưng đơn giản là họ không thể làm gì khác. Về vấn đề này, tổng thống Duda chỉ ra sự xích lại gần nhau giữa Kiev và Berlin. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Radio Z rằng, Đức mạnh hơn chúng tôi về mặt kinh tế và tài chính, các mối quan hệ đã nguội lạnh đến mức ông Zelensky không thấy cần thiết phải cho người Ba Lan xem phụ lục bí mật trong kế hoạch chiến thắng của mình. Ông Duza kết nối điều này với thực tế là chính quyền Ukraine không tính đến Ba Lan bởi vì họ biết rằng Warsaw vẫn sẽ không thể giúp đỡ. Đúng là người Ba Lan vẫn có MiG-29, nhưng để chuyển giao chúng, NATO cần có sự đảm bảo về việc thay thế bằng máy bay chiến đấu của Mỹ, ông Zuzan nói. Ông Zelensky không giấu nổi sự phẫn nộ. Đây là những chiếc máy bay của NATO." Chúng tôi thực sự muốn nhận những chiếc MIG từ Ba Lan, nhưng họ đã từ chối chúng tôi vì bản thân họ không có đủ. Đang chú ý là Ba Lan đang mua từ Hàn Quốc 980 xe tăng K2 Black Panther, 648 pháo tự hành K9 Thunder, 48 máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 War Eagle và 288 hệ thống tên lửa phóng loạt K239 trong mù. Thỏa thuận này trị giá 34,4 tỷ USD và ông Duza đảm bảo những vũ khí này sẽ không bao giờ đến được Ukraine vì chúng được mua bằng tiền của người nộp thuế Ba Lan. Năm 2023, truyền thông Kiev giải thích các vấn đề với Ba Lan trong cuộc bầu cử quốc hội. Họ nói, vì muốn cải thiện xếp hạng của mình, họ đã quyết định thuyết phục cử tri rằng các hãng vận tải Ukraine, người tị nạn và nông dân phải chịu trách nhiệm về những khó khăn của họ. Tuy nhiên, ngay cả vào năm 2024, mối quan hệ vẫn không được cải thiện đảng bảo thủ cánh hữu luật và đoàn kết pis đã trở thành phe đối lập sau cuộc bầu cử và nội các mới được thành lập bởi một liên minh phức tạp gồm những người theo chủ nghĩa tự do cánh tả và những người bảo thủ washa vẫn phản đối nông dân và tài xế xe tải ukraine bảo vệ lợi ích của chính các nhà sản xuất của mình và không có vấn đề nóng lên nào được kế hoạch với kiev một chuyên gia tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Nga, Denis Denisov tin rằng trong tình hình hiện tại, người Ba Lan cho rằng cần phải tìm kiếm những ưu đãi nhất định từ Ukraine, bao gồm cả vấn đề về vụ thảm sát Volyn. Kiev ngày nay dễ bị tổn thương. Warsaw muốn tận dụng cơ hội. Chính quyền Ukraine không thích điều này và giờ chúng ta đang chứng kiến một cuộc đấu tranh ngoại giao và điều này sẽ xảy ra dưới bất kỳ chính phủ Ba Lan nào. Ông lưu ý trong một cuộc phỏng vấn với RIA, Warsaw đang dần tái vũ trang nhưng cũng không còn muốn giúp đỡ Kiev như hai năm trước. Các ưu tiên đã thay đổi. Nếu trước đây các đồng minh của Ukraine hy vọng tăng cường an ninh của chính họ bằng cách trang bị vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine, thì giờ đây họ nghĩ rằng tốt hơn hết là nên giữ chúng cho riêng mình. Chuyên gia nhấn mạnh. Ngược lại, cựu nhà ngoại giao Ukraine Rostislav Ischeko nhắc nhở. Trong chính trị không có bạn bè, và nếu ai đó muốn thuyết phục bạn về sự chân thành của họ, điều đó có nghĩa là họ sẽ ăn trộm thứ gì đó. Quân đội Ukraine chiến đấu trên lãnh thổ Kursk của Nga có một lợi thế bất ngờ trong chiến đấu mà họ chưa từng có trước đây trong cuộc xung đột này. Lực lượng Ukraine đã tràn vào khu vực Kursk ở phía tây nam nước Nga. Vào tháng 8 năm 2024, ở giai đoạn cao trào của chiến dịch xâm nhập, họ chiếm giữ khoảng 804 km vuông lãnh thổ của Nga. Moscow đã giành lại một số khu vực nhưng chưa thể đẩy lùi hoàn toàn các lực lượng của đối phương. Trước khi thực hiện chiến dịch đột kích Kursk, các binh sĩ Ukraine chủ yếu chiến đấu trên lãnh thổ nước này, ngoại trừ những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa và các cơ sở quân sự và các nhà máy lọc dầu ở Nga, cũng như những cuộc tập kích tại Biển Đen. Mặc dù binh sĩ Ukraine có một số lợi thế nhất định khi chiến đấu ở lãnh thổ của họ, nhưng chiến lược tập trung phòng thủ trong thời gian quá dài đã cản trở khả năng tấn công mạnh mẽ, khiến họ khó đạt được bước đột phá lớn. Business Insider dẫn nhận định của các chuyên gia về xung đột cho biết. Ông Michael Burnett, một chuyên gia về chiến tranh tại tập đoàn AAND cho rằng lợi thế của Ukraine ở Kursk là Họ không phải bảo vệ bất kỳ thành phố hay thị trấn nào trong số đó, vì chúng thuộc về Nga. Họ chỉ cần tiến lên khi có lợi thế và rút lui khi không có lợi thế. Đó là các chiến đấu thực sự hiệu quả, ông nói. Khi chiến đấu trong nước, quân đội Ukraine đã nỗ lực phòng thủ tại một số thành phố, kiên quyết bám trụ đến cùng và giao chiến với lực lượng Nga cho đến khi họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui. Trận chiến giành Bắc Mốt là một ví dụ điển hình. Ngoài ra, còn rất nhiều diễn biến tương tự khi Ukraine tập trung bảo vệ nhiều vùng lãnh thổ nhất trong khả năng của họ. Cuộc xung đột Nga-Ukraine chủ yếu diễn ra trên lãnh thổ của một quốc gia, khiến Ukraine gặp bất lợi lớn và làm cho quân đội nước này bị mắc kẹt. Nhưng hiện giờ, tình hình đã thay đổi. Ông Michael Burnett lưu ý. Trong vùng Kursk, các binh sĩ Ukraine chỉ cần tận dụng địa hình, tìm cách chiến đấu hiệu quả nhất và sau đó họ có thể rời đi. Ngược lại, họ có thể ở lại nếu cần bảo vệ lực lượng hay thiết bị của mình hoặc theo đuổi một số mục tiêu khác. Điều này không xảy ra khi họ chiến đấu trong lãnh thổ Ukraine. Nói về các khu định cư ở Kursk, ông Burnett nói rằng chúng không phải lãnh thổ của Ukraine, vì vậy họ có thể lựa chọn chiến đấu và phòng thủ ở những vị trí có lợi nhất để xây dựng các công sự. Trong trường hợp bị áp đảo về số lượng, họ chỉ cần rút lui về vị trí tiếp theo. Nga đang tiến công và từng bước giành lại lãnh thổ ở Kursk. Hiện vẫn chưa rõ Ukraine có ý định bám trụ lâu dài tại khu vực này hay không. Ông William Albuquerque, chuyên gia về chiến tranh tại trung tâm Stimson, cho rằng trong thời gian tới, Nga có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi muốn giành phần lãnh thổ còn lại mà Ukraine đang kiểm soát. Đối với Kiev, họ có thể dễ dàng thực hiện hoạt động rút lui trong chiến đấu và nhượng lại lãnh thổ mà họ không bao giờ có thể giữ một cách hợp pháp. Ông nói, Ông Bonnet lưu ý, Nga chắc chắn sẽ đối mặt thách thức lớn vì giờ đây Ukraine có thể chọn thời điểm và địa điểm phòng thủ. Ukraine nhiều lần ám chỉ rằng cuộc tấn công tỉnh Kursk nhằm mục đích chiếm giữ lãnh thổ của Nga để họ có thể đưa ra trao đổi trong các cuộc đàm phán. Nhưng Kiev vẫn có những lợi thế khác khi giao tranh ở đây. Matthew Savin, chuyên gia chiến lược quân sự tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Hoàng gia Anh, cho rằng Mục đích của Ukraine chiếm giữ lãnh thổ Kurs có thể xuất phát từ đánh giá cho rằng nếu họ thiết lập một thế phòng thủ vững chắc, họ có thể làm suy yếu người Nga một cách hiệu quả. Ông William cho rằng, tại Kurs, Ukraine có thể xác định địa điểm thuận lợi để chiến đấu với Nga, tạo ra vùng nguy hiểm và cài bẫy để làm chậm bước tiến của Nga. Họ không cần phải phòng thủ toàn bộ khu vực đã chiếm giữ, chuyên gia này nhấn mạnh. Quân đội Ukraine luôn lo ngại rằng Nga sẽ giữ bất kỳ lãnh thổ nào mà họ chiếm được vô thời hạn. Nga đã sáp nhập Crimea kể từ năm 2014, trong khi lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn đang cố gắng siết chặt quyền kiểm soát của họ ở Donbass. Nhưng tại Kurs, Ukraine không cần phải lo lắng về những gì sẽ xảy ra với lãnh thổ mà họ từ bỏ ở Nga, và điều đó cho phép họ tiếp cận cuộc xung đột ở khu vực này theo cách khác. Đây là lợi thế hoạt động rất lớn đối với người chỉ huy vì họ không phải vạch ra bất kỳ danh giới nào ông william nói chuyên gia này nhấn mạnh khi lựa chọn nơi phòng thủ ở ukraine quân đội nước này không chỉ xem xét địa hình mà còn xem xét vai trò tầm quan trọng cũng như tính biểu tượng của các thành phố làng mạc vì ở những nơi đó có công dân ukraine in đậm dấu ấn lịch sử đất nước việc mất một ngôi làng ở ukraine hoàn toàn khác với việc từ bỏ một ngôi làng ở nga ngược lại ở miền đông ukraine nơi giao tranh diễn ra ác liệt các binh sĩ ukraine có thể sẽ cảm thấy suy sụp khi để mất một ngôi làng hoặc một địa điểm lịch sử theo chuyên gia này, việc chiến đấu trên lãnh thổ Nga giúp các chỉ huy Ukraine có nhiều lựa chọn hơn trong việc đưa ra kế hoạch chiến đấu dựa trên những gì họ thực sự cần. Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo về đòn trả đũa nghiền nát Israel và Mỹ Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cho biết Israel và Mỹ sẽ nhận được những phản ứng nghiền nát cho những gì họ đang làm đối với đất nước của ông. Ngày 2 tháng 11, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã có bài phát biểu với các sinh viên trước dịp kỷ niệm sự kiện sinh viên theo đường lối cứng rắn của nước này chiếm giữ Đại sứ quán Mỹ tại Tehran vào năm 1979, ngay sau cuộc cách mạng Hồi giáo. Ông Khamenei nói rằng kẻ thù dù là Israel hay Mỹ chắc chắn sẽ được phản ứng nghiền nát cho những gì họ đang làm đối với Iran, nhân dân Iran và mặt trận kháng chiến. Ông Khamenei cho biết thêm là Iran đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp quân sự, chính trị và hậu cần để chống lại sự ngạo mạn toàn cầu, một thuật ngữ mà các quan chức Iran dùng để chỉ Mỹ và các đồng minh của nước này. Lãnh tụ tối cao Iran cũng kêu gọi người dân nước này đấu tranh chống lại sự ngạo mạn toàn cầu một cách quyết đoán. Trước đó vào ngày 27 tháng 10, hãng thông tấn IRNA đã đăng tải đoạn video cho thấy lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei phát biểu trước đám đông cho rằng cuộc tấn công của Israel vào dạng sáng ngày 26 tháng 10 không nên bị xem nhẹ cũng như không nên bị phóng đại. Theo lãnh tụ tối cao của Iran, Israel đã sai lầm trong tính toán về Iran và phản ứng của Iran đối với Israel nên được xác định bởi các quan chức nước này. Những gì có lợi nhất cho người dân và đất nước nên được thực hiện, ông Khamenei nhấn mạnh. Đây là lần đầu tiên lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng. Sau cuộc tấn công của hơn 100 chiến đấu cơ Israel hôm 26 tháng 10, còn vào hôm mùng 1 tháng 11, một cố vấn của ông Khamenei cho biết Tehran có thể sẽ gia tăng tầm bắn của tên lửa đạn đạo và có thể xem xét lại học thuyết hạt nhân của mình trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Israel bố vấn của ông Khamenei cũng lưu ý rằng mặc dù Iran có khả năng kỹ thuật để sản xuất vũ khí hạt nhân nhưng hiện tại đang bị kiềm chế bởi một sắc lệnh tôn giáo ban hành vào đầu những năm 2000. Vào dạng sáng 26 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thực hiện chiến dịch những ngày sám hối với sự tham gia của hơn 100 máy bay chiến đấu bao gồm cả các chiến đấu cơ tàng hình F-35 tiên tiến. Trên mạng xã hội X, người phát ngôn IDF chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết. Israel đã huy động toàn bộ năng lực phòng thủ và tấn công để thực hiện chiến dịch những ngày sám hối, đáp trả việc liên tiếp bị Iran tấn công. Theo ông Hagari, Iran và các lực lượng thân nước này đã liên tục tấn công Israel kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 trên 7 mặt trận, bao gồm cả các cuộc tấn công trực tiếp từ lãnh thổ Iran do đó israel giống như mọi quốc gia có chủ quyền khác trên thế giới có quyền cũng như nghĩa vụ phải đáp trả các cuộc tấn công của iran và israel sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ nhà nước cũng như người dân israel các mục tiêu idf nhắm đến ở các khu vực khác nhau của iran bao gồm các khu vực cơ sở được iran sử dụng để phóng tên lửa về phía israel trong năm qua các hệ thống tên lửa đất đối không và khả năng phòng không của iran vốn được thiết kế để hạn chế khả năng hoạt động trên không của israel tại iran